Xin chào tất cả bà con nhé. Cái trần nhà mới đổ bê tông, tôi đi tưới để bảo dưỡng. Để tưới này là rồi nước lạ quá thì bơm một lần thôi. À, đây là tưới để bảo dưỡng sàn nhà ấy, khô ngấm chỗ xèo các bạn. Đấy, hôm nay đằng sau bảo nó di cho một lần gạch luôn. Thì là bơm cái là không bao giờ phải bơm nữa. Tưới là đây, cái này là mới đổ được ba hôm rồi. Tưới bảo dưỡng cứ lùi lùi xuống mẹ cái ria là mệt đấy, đi tiến về kia là cứ đi lùi cũng gặp lên này, ống chân xuống kia là toi chả phải xèo xèo nó khô nắng cái này rồi. Tôi là cái ngày phải tưới hai lần ba lần, nhưng mà nắng quá phải tưới ba lần. Ông thợ này ông không xây chắn lên đâu nè. Sắt ấy này bẻ nó đi làm gì? Ấy chân của nó. Ấy đâu? Nó nó buộc dây ấy gì hả? Sấm ở đây giải khô này, sấm nó chắn vào cái như nào nó giải chắn đây, nước đây, nước đây, nước bỏng nước chắn ngập chỗ này mà. Bơm để bảo dưỡng cái bê tông mà chết nhanh cũng là rất không tốt. Đứng ở ngoài mà ấy lại trượt chân trong đấy này, chả chưa anh đang bảo dưỡng bơm nước bảo dưỡng. Đấy. Nắng là phải sáng một lần, trưa một lần, tối một lần đấy, ngày phải ba lần bơm thì nó rất bảo đảm là cái bê tông. Đấy. Sấm qua là xèo xèo như là nước đổ ải bê tông mà như ải.
để nó khô này nó trở nên thấm mát. Đó là nó xây lên, cần xây đấy một hàng lên nó thì qua cái rong là đã thấm hút đã bị khô hết rồi. Trắng hết mặt. Sao mà nó xây tràn lên này, nó bơm nước đấy, hôm nào phải bơm. Ở đâu cái nó chỉ là gì mà nó vừa bảo vừa tốt. Dài quá làm gì cần thời gian hả? À, ngồi nó gì mấy đâu mình không nó cứ gì nó vừa bảo đảm lúc mai mình xây thì nó không bị cắt lớp. Và tốt cho mình. Tốt tưới ẩm cái này thì là đã chết dần dần thì nó tốt. Đấy. Mà nó không bị nứt trần nhà thì nó nắng quá khô quá là nó nứt ảnh hưởng đến trần. Trời mưa mát rồi, đang nghĩ nó bão mưa mấy ngày đang này không ấy. Sao phải đại? Đại đấy á. Đại mà là từ bão. Đó cần. Cái động. Thế nhưng mà hôm nay mưa bão thì dính mấy ngày đang ra. Đại hay là phải dưới. Cái tầng dưới này thứ nó không rõ bằng cái tầng trên thượng, trên thượng phải cần làm kỹ nữa. Thế sao trên thượng thần dưới này nó còn có cái đại không sợ không lo. Còn trên cùng ấy thì mới là sợ đấy. Rồi là mình
giới thiệu với các bạn cách bảo quản sàn nhà bê tông mới đổ. Đây là bơm để bảo dưỡng bê tông. Mình xin chào tất cả mọi người nhé.